Kính chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Địa chỉ của shop nằm tại số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay, ngày 14 tháng 4 năm 2021, Tiến Dũng vừa setup xong một bộ nghe nhạc chuyên nghiệp xin giới thiệu đến quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng nghe một đoạn nhạc, sau đó Tiến Dũng sẽ giới thiệu chi tiết. Pretending that I'm doing well. My need is sense. I pretend it too much. I'm lonely, but no one can tell. Pretender, a dream-filled world of my own. I play the game, but tomorrow will shift. You left me to dream all alone. Still around to realize this feeling of make-believe, to reel when I feel what my heart can conceive. Đó là những âm thanh rất tuyệt vời của bộ hai thiết bị được Tiến Dũng phối ghép rất ăn ý. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc âm ly Denon 2000 ba la mã. Đây là đối tác tuyệt vời của các dòng loa Pioneer S933, S955 cũng như S180A, S100 trơn, v.v. đều chơi rất tốt. Quý vị cũng có thể phối ghép vào các dòng loa Yamaha NS1000, NS690, các dòng loa Bow, tất cả các đời đều chơi rất tốt với Denon 2000 ba la mã. Với thiết kế mặt phay nhôm màu vàng chanh rất sang trọng. Chiếc máy này được sản xuất vào những năm khoảng 1998 với công nghệ Ultra High MOS độc quyền của Denon. Chiếc này về với tình trạng còn catalog. Tình trạng máy hàng đấu giá rất đẹp. Đây là tổng thể phía mặt sau. Các giác kết nối vàng óng. Máy có thể chơi được hai cầu loa và chức năng Big Wide. Trở kháng ngõ ra loa từ 4 đến 16 ohm khi chơi một cặp và từ 8 đến 16 ohm khi chơi hai cặp. Sử dụng điện 100V, công suất nguồn 275W. Đây là chiếc âm ly rất được yêu chuộng trên thị trường. Mức giá của chiếc này là 17. Xin lỗi quý vị, mức giá của chiếc này là 16. Kèm theo phần quà tặng 5m dây loa Pro N của Ý theo chương trình của tháng 4. Và tiếp theo, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cặp loa mà chúng ta vừa nghe. Đó là Pioneer S933. Đối với Pioneer, các dòng S là các dòng rất cao cấp,
dòng như S180A, S933, S955, vân vân. Dòng loa S933 được sử dụng một loa bass loại 32cm, một loa trung đô và một loa chép điện tử. Phía đằng trước có hai nút tinh chỉnh. Logo Bioneer nằm ở phía trước. Các kiềng loa còn sáng quắc, rất mới. Cặp loa này được sản xuất vào khoảng những năm 1981 với thiết kế toàn thân gỗ lạ, màu gỗ đỏ rất đẹp. Loa này được trang trí bên ngoài bằng gỗ cẩm lai, gỗ quý. Và đây là tổng thể phía mặt sau. Dòng loa này có quy ước left right trái phải. Cặp loa có thông số kỹ thuật, công suất tối đa 100W trên một thùng, trở kháng 8 ohm và loa có độ nhạy là 91 dB. Kích thước chiều ngang của cặp loa này là 39cm, chiều sâu là 38cm và chiều cao của loa là 68cm, trọng lượng 31kg trên một thùng. Cặp loa vừa về ngày hôm nay tại cửa hàng Tiến Dũng. Tình trạng zin nguyên bản, loa đẹp xuất sắc. Chúng ta sẽ cùng ngắm nghía một vòng với thùng loa bên đây. Loa tuyệt đẹp không lỗi lầm. Cặp loa được sản xuất vào khoảng những năm 1981 cho đến năm nay đã vừa tròn 40 tuổi. Đây là e-căng của mẫu loa này. Khi chúng ta đặt e-căng vào thì tổng thể của loa nhìn thế này. Bioneer S933 sử dụng chơi đa thể loại dòng nhạc, tiết tấu chậm, tiết tấu vừa và tiết tấu nhanh, chơi rất tuyệt vời. Cặp loa này anh em không nên sử dụng để hát karaoke, nó không an toàn. Mức giá của mẫu loa này là 28. Tiếp theo phía dưới này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc âm ly rất nổi tiếng đến từ thương hiệu Marang. Đó là mẫu âm ly Marang 1250 với thiết kế vỏ gỗ sang trọng. Chiếc âm ly cũng vừa về ngày hôm nay. Vỏ gỗ và mặt màu vàng chanh. Đặc biệt với dòng loa âm ly này sử dụng 6 cần bass treble độc lập, 2 kênh độc lập bass mid treble. Chiếc này sử dụng 8 sò sắt Marang. Chiếc máy vừa về ngày hôm nay, tình trạng đẹp xuất sắc. Anh em thấy vỏ gỗ còn đẹp như mới. Đây là tổng thể phía mặt sau. Marang 11. Xin lỗi quý vị, Marang 1250 có thể chơi được hai cầu loa A và AV cộng. Chiếc này hàng của Mỹ và được sản xuất tại Nhật Bản. Các giác kết nối còn sáng choang. Chiếc này có chức năng Ray Out và Man In. Đây là chiếc ly rất nổi tiếng của thương hiệu Marang đến từ Nhật. Máy tuyệt đẹp không lỗi lầm. Đây là đối tác tuyệt vời cho các dòng loa như Bioneer S933 mà chúng ta vừa nghe. Các dòng Bioneer như S955, các dòng HBM100, HBM150 đều chơi rất tốt. Quý vị cũng có thể phối ghép vào các dòng âm ly, các dòng loa của như JBL, các dòng bass 30cm như 4312, 4312MK2, các dòng L100, 112, 166. Cái dòng như L200 hoặc 4425, 4425MK2 đều chơi rất tuyệt vời. Chiếc ly Marang 1250, tình trạng zin nguyên bản. Dùng phục vụ anh em với mức giá 23, máy tuyệt đẹp không lỗi lầm. Tất cả bao zin, bảo hành lỗi kỹ thuật 1 tháng đến quý vị. Và phía trên này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn 3 chiếc Equalizer nổi tiếng nhất của thương hiệu Victor đến từ Nhật. Xin giới thiệu lần lượt đến quý vị và các bạn, đó là Victor C70, Victor C80 và Victor C7070. Tất cả là thương hiệu Victor đến từ Nhật. Đối với C70, hãng sử dụng 24 cần chỉnh hai bên độc lập. Cái này sang ngang 43cm với tần số cắt từ 16Hz cho đến 32kHz. Máy có 3 ngõ vào, rất thuận tiện khi sử dụng. Chiếc này size khá lớn, chiều cao ước tính khoảng 16cm và size ngang là 43cm. Chiếc Victor Modern C70 mức giá 8,5. Và phía dưới này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc Victor C80. Chiếc C80 sử dụng 20 cần chỉnh hai bên độc lập,
tần số cắt từ 31.5 Hz cho đến 16 kHz. Chiếc này có xoay ngang 45 cm, có đèn nháy ở phía chính giữa. Đây là những chiếc equalizer đáng chơi nhất của thương hiệu Victor đến từ Nhật. Với tình trạng zin nguyên bản của chiếc SIA80 mức giá 12. Và phía dưới cùng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc khủng nhất của thương hiệu Victor. Đó là model SIA 7070. Với SIA 7070, thiết kế 24 cần chỉnh và 24 cần chỉnh mở rộng phía dưới, tần số cắt từ 31.5 Hz cho đến 20 kHz. Máy có volume out và có các nút cắt tần số rất đặc biệt. SIA 7070 còn có hai cái quai ở hai bên, anh em có thể tháo ra nếu muốn. Khi tháo quai ra là xoay ngang 43 cm và gắn quai vào là xoay ngang 48 cm, bằng đúng với men công suất và vang số. Với chiếc SIA 7070 mức giá 12,5, tất cả tín dụng bao zin, bao đúng xuất xứ, hàng bãi Nhật xịn, bảo hành kỹ thuật 1 tháng đến quý vị. Đây là tổng thể phía sau của 3 chiếc equalizer này. Tất cả sử dụng điện 100V. Đây là 3 chiếc equalizer đáng chơi nhất của thương hiệu Victor đến từ Nhật. Hỗ trợ rất tốt cho các dàn âm thanh nghe nhạc và hát karaoke. Tiếng bass, tiếng mid, tiếng chép đều được bổ sung rất mạnh mẽ. Rất tuyệt vời, chi tiết. Quý vị quan tâm hãy liên hệ ngay với Tiến Dũng để sở hữu những chiếc equalizer tuyệt đẹp do Tiến Dũng tuyển chọn. Và tiếp theo phía bên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai chiếc loa Superwoofer cũng vừa về ngày hôm nay. Đó là hai chiếc loa siêu trầm của thương hiệu Bose. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn là model Bose SW4. Với SW4, loa súp này là dòng loa súp điện, sử dụng 4 loa bass loại 14 cm, lỗ thông hơi nằm phía trước, nút tắt mở nguồn, nút đảo pha, nút high cut và nút volume, tất cả nằm phía trước. Hai chiếc này cũng vừa về ngày hôm nay, tình trạng zin nguyên bản. Dòng loa này khá hiếm trên thị trường. Ở hai bên chúng ta thấy có logo của Bose rất đẹp, rất mạnh mẽ. Với mẫu loa Superwoofer của thương hiệu Bose, sử dụng điện 100V và công suất nguồn 98W. Công suất ra loa là 300W. Chiếc này với thiết kế công tắc nguồn chính ở đằng sau, jack kết nối dạng RCA và jack kết nối dạng chạm loa. Đây là những chiếc loa Superwoofer rất nổi tiếng của thương hiệu Bose SW4. Những chiếc này khá hiếm trên thị trường. Cái căng bằng kim loại, bằng sắt, anh em thấy loáng thoáng là 4 cái loa bass nằm ở phía trước. Tất cả zin nguyên bản, đẹp xuất sắc. Những chiếc loa súp này anh em có thể sử dụng với việc nghe nhạc và hát karaoke. Hỗ trợ rất tốt cho các dàn âm thanh thiếu tiếng bass, phục vụ cho các không gian tầm từ dưới 40m2. Anh em có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke. Âm thanh rất tốt. Điện 100V, công suất nguồn 98W và công suất ngõ ra loa là 300W. SW4 với tình trạng zin nguyên bản, loa tuyệt đẹp, mức giá 9 triệu một cái. Quý vị sẽ nhận ngay phần quà tặng 5m dây loa Roland của Ý khi sở hữu những sản phẩm trên 5 triệu tại shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn tháng 4 này. Cuối cùng, Tiến Dũng xin kết thúc clip ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp quý vị và các bạn vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Và để không bỏ lỡ các sản phẩm được cập nhật thường xuyên, xin mời quý vị và các bạn hãy bấm nút đăng ký kênh của Tiến Dũng. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.